năm được nhỉ? Mình cắt một chút xíu thôi là cái lưỡi nó không ngọt. Mà bình thường anh cắt anh có cho nước không anh? Có chứ anh, cắt không cho nước nó dính. Đúng rồi. Mấy cái máy sản xuất này, cái máy đường kia của em cũng phải có nước hết mà. Bất cứ thằng nào cũng phải có nước hết.